Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại Khớp Việt Official. Mình là bác sĩ Tân. Thì hôm nay mình sẽ nói về vấn đề là lật sơ mi cổ chân. Ha các bạn ha. Hay có tên khác là ví dụ như mình sẽ gọi là bong gân cái cổ chân, hoặc là bác sĩ như mình thì sẽ nói là tổn thương cái dây chằng vùng cổ chân. Thì nguyên nhân thì rất là nhiều nguyên nhân, có thể là mà phổ biến nhất là ví dụ như các bạn đi chơi thể thao, đi các bạn chơi đá banh đi, thì các bạn sẽ bị lật cái cổ chân đó, đá banh cái mình lật cái cổ chân cái các bạn sẽ nghe kêu tiếng rắc một cái. Hoặc là những cái người mà ví dụ như đi lên cầu thang hoặc là mang giày cao gót mà các bạn trật cái cổ chân, lật cái cổ chân các bạn rất là đau ha, nó sẽ sưng nóng đỏ và đau rất là nhiều, sưng lên rất là nhiều làm các bạn rất là đau. Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái triệu chứng của nó, những cái cách mà các bạn có thể xử trí, hoặc là những cái bài tập mà các bạn có thể là tập luyện sau đó để cho bình phục được cái phần mà những cái dây chằng vùng cổ chân, và tiếp theo cuối cùng là những cái phương pháp mà để các bạn có thể phòng tránh được cái chuyện mà các bạn bị bong gân cái vùng cổ chân, hay là còn gọi là lật sơ mi. Ok, bắt đầu. Thì đầu tiên mình nói tới vấn đề về giải phẫu cái phần mà dây chằng ở vùng cổ chân. Thì cái vùng cổ chân của bạn có rất là nhiều cái dây chằng, nhưng mà đối lại trường hợp mà lật sơ mi á, thì 90% các bạn sẽ tổn thương là cái dây chằng là sơn mát trước, hoặc là dây chằng mát gót. Là đây là hai cái dây chằng thường gặp nhất mà các bạn bị tổn thương khi các bạn lật sơ mi ha, lật cái phần mà cổ chân vô phía trong á. Thì có ba cái mức độ mà tổn thương cái dây chằng khác nhau. Mức độ đầu tiên á, là chỉ là mức độ nó căng giãn thôi các bạn, cái sợi dây chằng chỉ căng giãn ra thôi. Thì mà cái mức độ thứ hai đó chính là cái mức độ là cái dây chằng của các bạn nó sẽ đứt một phần ha, hay còn gọi là nó đứt bán phần đó. Và cái độ thứ ba đó chính là độ nặng nhất, đó là đứt hoàn toàn cái phần dây chằng, nó làm cho phần mà cổ chân của bạn sẽ rất là lỏng lẻo. Còn khi mà nói về cái hướng xử trí đó các bạn, cái hướng xử trí sau khi mà các bạn chơi thể thao là các bạn chấn thương xong, các bạn nghĩ là các bạn bị lật sơ mi, đa phần nhiều người ta biết là té xong người ta biết là người ta lật sơ mi, người ta nói tôi bị lật sơ mi rồi. Thì cái cách mà các bạn xử trí ngay lúc đó, thì mình đã có làm cái video về bong gân thì các bạn tham khảo thêm ha. Thì mình xin nhắc lại nhanh ở đây, thì các bạn phải là theo nguyên tắc của Rice, có nghĩa là đầu tiên là các bạn phải nghỉ ngơi ha. Các bạn không có đá banh nữa, các bạn cố gắng đá nữa là chấn thương sẽ nặng ra. Ví dụ như các bạn bị dây chằng tổn thương độ 2 thôi thì nó sẽ lên độ 3, nó sẽ gây tổn thương nặng hơn các bạn nữa. Tiếp theo nữa các bạn sẽ chườm lạnh cho mình, và tiếp theo nữa là các bạn băng ép ha, các bạn lấy cái băng thun á, các bạn băng ép lại để cho cái phần mà nó sẽ giảm bớt sưng nề phù nề đi. Và cuối cùng các bạn về với ví dụ như các bạn về nhà phải không, các bạn nằm nghỉ ngơi thì các bạn phải kê cao cái chi đó lên. Thì đó là những cái nguyên tắc mà các bạn xử trí ban đầu sau khi mà các bạn bị lật sơ mi. Thì đối với thời gian mà hồi phục cái lật sơ mi hoặc là bong gân cái cổ chân á, thì thời gian ví dụ như nó thể kéo dài từ tầm khoảng 3 tuần đến 6 tuần, hoặc thậm chí là ví dụ như trường hợp mà nặng hơn á, thì các bạn sẽ đòi hỏi tới lại 3 tháng là 12 tuần các bạn mới phục hồi được. Thì đa phần á, các những cái bong gân cái phần cổ chân của các bạn á, thì nó có thể là không có cần điều trị phẫu thuật, mà các bạn chỉ cần điều trị bảo tồn, là các bạn chỉ cần uống thuốc nè, các bạn bất động và các bạn tập vật lý trị liệu là cái phần dây chằng của các bạn nó có thể hồi phục. Chỉ có một số hiếm các trường hợp là cái phần dây chằng nó tổn thương, nó đứt hoàn toàn, là nó mất vững, hoặc là các bạn coi chơi thể thao mà các bạn cố gắng nó chưa hồi phục hẳn, mà các bạn chơi tới chơi lui cuối cùng nó thành giãn dây chằng và đứt hoàn toàn, thì nó tạo thành cái mất vững cổ chân, thì đòi hỏi các bạn cần phải phẫu thuật để mình để làm lại cái phần dây chằng đó cho các bạn. Thì sau khi một thời gian á, mà các bạn đã hồi phục cái phần mà dây chằng của bạn rồi á, có nghĩa là các bạn vận động thì các bạn cũng bớt đau, không có cứng cái phần cổ chân rồi á, thì mình có làm một cái video về sau khi mà các bạn bị cứng khớp cổ chân, các bạn lấy lại được cái tầm vận động của các bạn rồi, thì các bạn phải tập những bài tập này để lấy lại được cái sự linh hoạt của cái phần cổ chân cho các bạn nha, để các bạn quay lại chơi thể thao đó. Thì bài tập này là cái này là bài tập lấy lại cái sự linh hoạt của cổ chân. Thì bài tập này thì các bạn tưởng tượng là cái bàn chân của bạn nó có thể vẽ chữ nha. Đó, có thể các bạn vẽ chữ ví dụ như theo bảng chữ cái A, B, C, D ha. Ví dụ như các bạn vẽ chữ A ha, đó vẽ chữ A, cái phần cổ chân các bạn vẽ chữ A. Đó, các bạn vẽ chữ C, chữ B ha, chữ B. Và các bạn tiếp theo vẽ chữ C, đó. Và các bạn vẽ chữ D, đó. Các bạn vẽ chữ E ha, đó. Thì các bạn cứ làm như vậy để tạo nên cái sự linh hoạt của phần mà cổ chân cho các bạn.
Và bài tập kế tiếp đó chính là bài tập giữ thăng bằng cho phần cổ chân của các bạn ha. Thì bài tập này thì các bạn thực hiện như sau. Thì đối với bài tập này á, thì các bạn cái chân mà các bạn đã hồi phục nó bớt đau rồi á, thì các bạn có thể đứng bên mọi cạnh một cái bàn hoặc là một cái giường giống mình vậy nè ha. Các bạn co một cái chân của mình lên và gập cái gối xuống ha. Các bạn giữ như vậy tầm khoảng 15 đến 30 giây cho mình ha. Rồi một ngày các bạn thực hiện như vậy tầm khoảng 3 lần ha. Thì cái đối lại cái phần này á, thì các bạn có thể bỏ tay luôn để tạo ra sự cân bằng cho phần mà dây chằng của các bạn á, để giúp cho các bạn đi các bạn có thể là không có bị té nha. Đó, làm vững cái phần mà cái cổ chân của các bạn á, để tạo ra sự thăng bằng cho các bạn. Thì khi mà các bạn bất động lâu quá, nó sẽ mất đi cái phần mà giữ cái thăng bằng cho các bạn, cái cổ chân của các bạn á. Bài tập cuối cùng là bài tập tăng cái sự sức mạnh cho phần mà cái phần dây chằng của các bạn đó. Tăng cái sự dẻo dai cho nó, thì các bạn đòi hỏi là có một cái sợi dây thun ha. Đó, cái sợi dây nó mà các bạn có thể co giãn được. Các bạn chồm qua cái phần bên chân bên đây ha. Bạn chồm qua chân bên đây để thực hiện được cái động tác, gọi là cái động tác mà các bạn có thể nghiêng ngoài cái cổ chân cho các bạn ha. Đó, các bạn nghiêng ngoài nè. Đó. Đó, các bạn nghiêng ra phía ngoài ha. Các bạn tập như vậy một lần một ngày cho mình tầm khoảng 3 lần, mà mỗi lần các bạn tập từ 10 đến 15 cái cũng được nha. Tiếp theo nữa là các bạn tập để nghiêng ra phía trong ha. Thì các bạn lấy cái chân này nè, lấy chân mà không bị nè, các bạn giữ qua cái chân bên đây, bắt chéo qua đây nè các bạn ha. Bắt chéo qua đây thì các bạn bắt đầu là giữ này và các bạn nghiêng qua đây ha. Các bạn nghiêng qua đây. Đó, nghiêng qua đây. Các bạn mình lặp lại là một ngày 3 lần, mỗi lần từ 10 đến 15 cái nha các bạn, để tập đến sự dẻo dai của phần mà dây chằng ha. Về cái cách mà các bạn phòng ngừa cái phần mà lật sơ mi á, là các bạn có thể là khi trước khi các bạn chơi thể thao thì các bạn phải khởi động cho thiệt kỹ ha. Thì khi mà khởi động thiệt kỹ thì các bạn sẽ giảm nguy cơ cái phần mà chấn thương do cái tổn thương dây chằng gây ra. Thứ hai nữa là các bạn phải ví dụ như chọn cái kích cỡ giày á, nó phù hợp với mình. Ví dụ như các bạn đừng có giày mà nó cao quá, thì nó sẽ làm cho rất là dễ cho phần mà lật cái cổ chân của các bạn. Và thứ ba nữa là các bạn phải, khi mà các bạn chơi thể thao, các bạn phải hết sức cẩn thận đối lại những cái địa hình mà các bạn không quen thuộc á. Ví dụ như nó nhấp nhô, nó cao quá, hoặc là đối lại những cái người mà đi cầu thang á, thì các bạn đi giày cao gót thì các bạn phải hết sức cẩn thận trên khi mà các bạn đi cầu thang, tại vì rất là dễ bị té, mà lật cái cổ chân thì sẽ gây ra những cái bong gần cái phần cổ chân. Và cái cuối cùng nữa, khi mà các bạn chấn thương xảy ra thì các bạn đừng có cố gắng mà các bạn chơi thể thao tiếp, hoặc là các bạn vận động một cách quá mức thì nó sẽ gây ra tổn thương nặng thêm. Thì mình hy vọng video ngày hôm nay nó lại mang lại cái bổ ích cho các bạn, tại vì mình thấy là cái lật sơ mi nó rất là phổ biến, có thể xảy ra bất cứ cứ ai trong ví dụ như bạn hoặc là gia đình bạn, bạn bè. Thì nếu mà các bạn thấy video ngày hôm nay nó bổ ích thì các bạn hãy bấm like, share và đừng quên subscribe kênh YouTube của mình để nhận được nhiều video bổ ích hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.